Dạ, hello cả nhà. Dạ, hello cả nhà. Dạ, hello cả nhà. Hello cả nhà. Dạ, hello cả nhà. Dạ, hello bà con chú anh chị đã quay trở lại với kênh Mà Không TV. Dạ. Trời ơi, lại chở cái thằng chuyên gia nó khiêu hoài với trời. Dạ. Thì hôm nay anh em mà có ghé ở đây, hôm nay là mình không có cho anh nữa nha cả nhà. Hôm nay là mình sẽ chơi một trò chơi cũng khá là hấp dẫn, thú vị nữa. Cái này thú vị lắm cả nhà ơi, khó chơi dữ lắm. Đơn giản thôi. Hay lại sao không? Biết khó. Đây. Hay lại sao? Thú vị. Chỉ cần cả nhà mình để xuống đây là cho người ta biết dễ hình dung hơn. Đây, đây cả nhà, em làm thử cho cả nhà mình xem nha. Đây. Hít thở thật sâu, thổi một cái một. Nè, em làm lại nha nha. Đó. Chừng nào cái đầu thuốc này nó qua cái miệng này là ok phải không? Chừng nào cái đầu thuốc này vô trong cái miệng. Vô trong chai luôn. Là lụm tiền. Là lụm tiền. Còn mà thổi mà không vô thuốc qua cái miệng này được ừ. Đó, nếu đấy, đấy. Như này. Ok đó. Mà đẩy cái thuốc này sao? Ngay chữ Hero qua đây phải không? Đây, ngay chữ Hero ngay ở đây. Đó. Thổi một hơi một nha, hít thở vô. Đó, đó. Một cái một vậy đó. Thổi nào đi thuốc. Chừng nào lọt vô thì lụm tiền. Rồi mỗi lượt chơi là 5 ngàn. Mỗi lượt chơi là 5 ngàn. Anh em vô lòng móc ra người 5 ngàn. Đó. 10 ngàn nữa mẹ. 10 ngàn luôn. 10 ngàn luôn. 10 ngàn. 5 ngàn cũng khối nữa. 10 ngàn. Đó, bạn xây nè. 10 ngàn. Đó, bạn Phong. 10 ngàn. 10 ngàn. Trời ơi, lại chơi. Thâu lại cho nhọn. Ông cố nậu này đưa 10 ngàn vô. Đó. Bao nhiêu sầm ngay chứ chết. Rồi, nói chung là. Em biết rồi, em thắng rồi. Khỏi chơi. Chơi theo lượt nha cả nhà. Bao sầm đi. Là ai mà thắng không. Vậy mà thì lấy mở cái thằng sau chưa chơi mà thằng trước nó thắng rồi sao chúng ta vô không chị làm chơi hết vòng hết vòng rồi che chơi hết vòng ừ hết vòng để mà như có hai thằng kia thổi vô thằng kia thổi vô thì cái sau đó hai đứa đối nhau rồi bắt đầu vô trò chơi thôi nha cái nhà à vậy trước con làm trước ai là may mắn không chơi đi. Dạ, vậy tôi chơi trước hả? Sao tôi chơi dở cho tôi chơi trước không vậy trời? Để mình chơi dở cho tôi chơi trước. Ngồi xuống coi chơi, ngồi xuống coi coi chơi nè. Vô này, vô này. Một đúng không? Hít thở thằng sau vào. Mày bắt bắt lừa nhà, bắt bắt ra ngoài mày. Chết rồi, chơi nhiều. Nghe chữ đúng rồi, nghe chữ đó ai kìa. Cái này chắc hết trong không khí ở trong cái bao tử luôn á. Ngồi xuống không? Ngồi xuống không? Ngồi xuống coi. Mất 10 ngàn. Mất 10 ngàn. Có hơn nghe ngàn. Nghe chữ hay con xài. À. Mình không bỏ. Nghiên cứu nghiên cứu nghiên cứu nè. Ông nghe thú á. Thổi ngửi thổi lỗ chống luôn. Cái mỏ hơi dài đó xa xa ra. Ừ. Hết thở tại sao coi. Cái này chắc con nhỏ rồi. Nghiên cứu ông nghiên cứu là thấy ghê lắm. Tới em ừ. Cái chữ hay gô ngay đây đúng không? Rồi. Bẻ thuốc lại cho ngay lắm xíu rồi vuốt lại coi ừ. Nè chân gần chảy giọng rồi ê giờ đưa hết thuốc đừng có đưa sát miệng quá nghe ừ rồi giờ lại vô coi gần bài trọng á đó. Ừ, thổi đâu thổi. Thổi đi. Một tí giờ qué mà vậy. Tỉnh gì sợ bay chay hay không đẩy vô như là. Nhà cướp gì. Chuyện gần cho ai chấm luôn đó. À, thổi rồi. Cho được. Người ta thổi chọc cự quậy nữa thôi thôi thổi. Không cái mọc gì đó nha. Không thổi. Mình ở nhà. Tao mọc lại nữa nè. Cái người là thổi quyền sắp lại cái tí thuốc lại cho tao thổi nè. Ừ. Thì mày lậm lên cũng không được nữa, khó quá. Tụi tới nha con. Cách ra nhiêu rồi nghe. À, ừ. Mày đo ở đây gì? Lấy gặn cho đây gặn nó đi. Mà dẹp cái tay nè. Rồi chưa? Rồi. Gọi gì? Ông thổi thì gọi gì? Bữa nay chắc bỏ ăn luôn. Khó quá à. Khó ăn tiền của ngoại à. Tụt máu luôn. Không chống mặt khó ăn thiệt chứ. Ở phòng chống mặt luôn chưa vô. Đó vô được đó, có đâu lại vô được. Tại vì nó nặng. Chơi chơi cái đầu lọc của ta để ngoài đầu nhẹ để ngoài mà chơi để đầu nặng cho bị trợ. 40 ngàn thì sao mà chơi chua quá. Tao còn xin gà. Chụp cỡ. Cà ư. Cái gì? 40 ngàn là chích tới năm sau. Có nhọn nè, có nhọn. Mình phải chiêm vô gì nè. Chiêm vô gì dễ ăn ừ.
Trời ơi trên thử anh đâu thử ra 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 đâu
hỏi hậu tục canh thi chân luôn. Bún xà gà chết rồi. À, hỏi vô cái đít này là bài vô đúng không? Ừ. Nghiên cứu thầy. Dạ không, ăn vào để sát bên còn vụ đó. Cái gì chóng hờ đó. Má bốt vô ngày này chắc 3 ngày sau luôn chưa ăn được. Chơi chơi mà tàn nhắn chi trời. Mày vui. Nghiên cứu này đó, nghe nghiên cứu đó. Ơi cái này hình như mình tính lợi đi trời. Cái này chơi cái này thổi chứ không được rồi trời. Vậy đây xích vô trong miếng. À cho cái này cho chấm xin ông luôn. Bây giờ con thằng thổi nằm hơ đi. Nghĩ trời. Chắc té luôn quá. Thổi chắc trong mặt luôn. Một cái một thổi cũng té hơ hết bỏ cơm rồi năm hơ. Rồi thay thay khuyên gì lâu quá thằng thổi nằm hơ đi. Từ hơ tới hơ nghi mệt được thiếu. Hơ mà điếu thuốc vô thì lụm tiền. Rồi đi. Bây giờ tới tôi là đầu tiên là chơi nằm hơ. Nằm hơ hả má. Nằm hết đi cả nhà. Chứ một hết chỗ này. Thay phiên gì cũng lâu lắm. Ừ lâu lắm. Thổi đi. Rồi chưa? Rồi. 1 2 3. một cái. Ê sao ổng nói con ổng cái gan trời lấy giữ hay gô ra xích dưới mày chết qua lần rồi đó giữ hay gô đó ừ đúng ra đó 2 hỏi từ từ thôi cái này lấy bình oxy vô đây mới được hỏi từ từ thôi 2 ừ rớt cái nào 3 nhúng nhích đi thuốc là tính điểm rồi đó 4 thú vị ha thôi thú vị hơ rồi đó cái cuối cùng cái cuối cùng nè 5 thổi mát cái đùi đi con cái năm cái có dung dịch vô cái nào nhảy ra không kỳ quý tao mà sẽ nè cứu rồi coi tập bể nó chai nè nó vô gì ừ chai mỹ đi thôi khỏi đi chơi trầm khó mà cái này khó lắm nè nồng đành thổi đi thuốc này nè thổi thuốc coi điếu thuốc một điếu thuốc nè thường của mày nó không có ngay điếu ngay thuốc. Cái đít mới vô hai cái mày không hút nữa nè mình kiếm đủ chỗ cho ngay ba cái cậu mỗi cái mỗi gớt rồi trời tao là vô nè cái gì quý năm cái đi ra đó mày đi ra thử đưa ngay để xuống nè thử phải không đó vô cái một nè kỳ quy hơ mình nhớ chuyển ở đây mà quy sao ngồi cái đây không trời mày gan tôi hỏi vậy đi chứ hạ thấp xuống à 2 3 càng càng mạnh thì nó càng nhảy ra kỳ quy đủ gió được rồi nè ba đó ba tính luôn đó tính luôn đó ta chơi đi cùng không à tính đó hàng chơi cùng cái này mà sao mà nãy đủ giỏi chứ ba phải không ba rồi ngày sau mình lâu chứ không biết 4 5 6 luôn rồi phạm được rồi gà gian chứ tao nghĩ chơi tiểu sáu vậy cái kiểu gì nó chơi cũng được chứ ừ mày à sao ta sao cái này mình thổi kiểu như rồi. Gió nó lộn vô đây hay sao á ừ khó vậy nó chơi mới à một nè cái dài cái này tính tôi kỹ luôn rồi đây là tôi nghĩ cách rồi thầy tôi tự ngồi nghĩ 2 3 4 nhất trong miếng đó 5 chơi nào đẩy em vậy luôn vậy trời 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 rồi đó
dài chút xíu nữa. À ừ vậy đó. Nó chống mặt ông nội ơi. Thổi vậy chống mặt á. Không không, chú có thổi nó một. Thổi ơi. Thổi ơi. Mày có nhúc nhích không? Thôi thổi đây thôi. Mớ chu à. Mớ chu à. 1 2 3 3 Thổi cháy đi. Rồi đi ra luôn. Dạ, đi ra luôn. Chủ thổi đi rồi. Bảo mời đi ra luôn. Dạ thôi. Nói gì mà nói ngọn. Ừ. Không đủ trò. Quá hà không có cái đầu mày. Này cho ông nút đi ơi. Cho ông nút đi ơi. Kỳ quý. Bây giờ tối là tối đi 10 ngàn nè. Tối là 10 ngàn. Tối là 10 ngàn. Tối là 10 ngàn. Tối là 10 ngàn. Ừ. Hấp dẫn nè. Đậu đậu vô. Cái này nếu máu cờ bạc chứ. Đậu vô, đậu vô. Đậu vô. Đó, đậu vô. Đậu vô đây, 10 ngàn. Đậu vô. Thiếu này ông nội ơi. Đậu vô. Đưa 20 bát là 10 ngàn. Ờ đưa 20 bát là 10 ngàn. 20 bát là 10 ngàn. À có 10 ngàn kìa. Đó, ok. Rồi. Rồi tới 30 ngàn nha. Tới tối giờ nó kịch tính. Ừ. Thấy thở không nổi chứ kịch tính gì nữa. Cười hết nổ luôn. Từ còn lấy rồi. Hai cái mở bằng. Ê, mày cái gì? Em mẹ mày mày nó mày. Cho nhà thấy nó cho nhà. Anh thích cho thở ra cái thì rõ ràng. Tao hết cho tao thở lỗ mũi của tao vậy. Chờ điểm thì. Một cái đúng không à? Mình thổi bằng lỗ mũi được không? Nổ. Không. Nè. Không có hơi vậy. Thôi. Được. Chứ cả cái mũi à. Hai. Hai. Tao đưa cái miệng gạn vô nó hút luôn đi. Kìa. Ba. Đang giang ơi. Ghét còn muốn hút luôn cái gì. Rồi chấm nó nè. Ờ rồi, dứt. Bốn không? Bốn rồi. Đi ra cứ giỡn thôi. Ừ. Tới được rồi. Đủ rồi, đủ rồi. Đủ rồi. Nó khỏi rồi. Nó khỏi rồi. Cần. Cần em hoài cho em thử được. Rồi nghỉ nè. Ai? Rồi ra ngoài. Ra ngoài. Nó nhét đi luôn rồi. Rồi, ứng giang. Để tao ca cho. Ai chọc đâu? Lấy mỏ xa. Lấy mỏ xa. Trời ơi, khủng bố cái nặng ta. 1 2 rồi. 4 Rồi. Tôi tuyệt vọng, tôi gục ngã luôn. Rồi đi ra liền. Tới nhỏ vô là mày. Nhỏ. Mày nè dùng mày. Trời tiếng kêu thôi. Thằng này ăn gian chúa nè. Ai sợ thì đi mày. Mày mà thở ra một cái thôi cũng mất mày nữa. Đã chồng tiền như rồi không ai sợ hết trơn. Cái này là phản cách đâu. À đâu phản cách rồi, thảo đi. Rồi một. Rồi vì bây giờ mấy thằng ăn giá nó gì thôi. Tao tính tới rồi đó là mà. Anh tính hơn như là nước chảy chẳng làm được luôn. Cậu cứ chết luôn vậy. Làm được mướn vậy. Trời ơi làm luôn. Vô đó, vô thiệt á. Vô thiệt đó. Tài. Tài. Tiểu xảo. Mày làm gì nè Dũng. Mày làm gì. Không, đó không đâu ra cái tay nặng này vô nè, này vô nè. Ba. Ba cái tài nó hứng lời. Nhỏ ra được. Ê trời đất, tôi giả. Tôi giả nó mổ mà bây giờ. Tiểu xảo rồi. Mình cho tiểu xảo rồi vậy phải. Ba phải không? Ừ. Mình vẫn chơi thôi này vô nè. 1 Rồi, cái mỏ ra ra luôn, tới mày. Nó không muốn đụng luôn miệng chai luôn cả nhà. Nút cái chai luôn đi. Cái cuối cùng nghe nhọn. Cái cuối đó. Ở cái đầu lọc chưa tao thử cho bằng cái lọc coi. Đó, tao thử bằng thử cho thiệt. Thiệt chứ thử vậy thiệt không? Không. Chắc cho nó ngừng cuộc chơi chứ. Nó thấu ngoại, nó thấu ngoại luôn đó. Nó mất. Đi ra. Thấu ngoại luôn đó. Vô. Tớ xe xe xe. Tớ tôi, nó được. Ở cái này lá khô cuốn họng luôn á. Có nước gì vậy? Cố nậu che tiền nhà đi về đi. Thổi bằng mắt hay gì? Thổi lỗ gàng hả? 1 2 Nhúng nhích rồi đó. Ừ. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Ừ. Vô nè. Dài đó nghe. Cái hơi cuối nè. Ra cái mũi luôn rồi.
lấy bỏ lấy bỏ xa ra, nó chưa nó đưa gạt gạt cái bỏ ra nó thổi vô à. Ừ, khoảng cách là một mô như là coi chừng giả mỏ nó nè. Đúng rồi. Ừ, đi ra ngoài mở tao hồi thứ ba thứ tư là đúng cần nó ngay cả nhà ông ngân 10 cái với ông nội ơi. Rồi khỏi đây hồi nãy vô cái ảnh nhím nhím cho rồi nhím chợ 20 ngàn là gì nhím chơi bà trò người 10 cái đi để tôi đục cái lỗ cho sư phụ nghe. 2 3 4 rồi à rồi à rồi à biết kêu chưa? Biết rồi. Hồi nãy anh đẩy xá đúng không? Không đẩy xá. Ừ. Hồi nãy đẩy mức vàng vậy đó. Cái miệng xá đó. Ôi. Cái này. Sao miệng tôi xá rồi. Nãy cái miệng ổng tới đây nè. Sang ra đây. Rồi. Từ từ nha. Cái thằng này nó chích vô ngoài. Rồi. 1. 2 ơi. Màu bư. 2. 3. 4. Ê, bốn ơi trời. Bốn ơi. Ba vậy. Ba cái đầu. Ba, đúng rồi. Ba đi. Thổi gió lũ tay. Thôi, cái này cho nó. Không vô nổ đâu ông ơi. Ý là cái nó chặt. Hồi nãy mình thấy ông đưa xác gì luôn mà mình tới mà ông đưa xác. Ông nãy có đưa xác không? Không, ông xây. Ta xỉn gà. Đồ kiên xây lắm. Lấy tiền cái mà nó chặn cái đầu ra mà cái đầu nó cứ nhích trong ngoài này là rồi mày. Thầy. Làm gì vậy? Để ta. Này lấy cái cọng làm lụp lòn rồi sao 2 3 tôi lấy cái thước 4 lấy cái thước đưa ra trời ơi chứng minh tụi quen chứ cầu xin nó vô được cái gì nó hơi nhỏ kìa vô mày thôi cái này nãy dính này đó nè nãy một vàng cái này anh phát anh thổi thử anh phát thổi vô không tao ống nậu này là ông đẩy vô nữa rồi đâu ông này nè vô nè gió nè gió thổi ngược đây nè vô dễ thì ông thổi lẹ đi ông nậu của nó hoài đây nè chỉnh đậu lại mày cười nữa thấy mày à. Lấy cái tay ra coi có thấy người ta chơi vậy không tôi có bạn tôi xa đâu tại nó mỏ nhọn á hai đá chơi nó kia nó chơi nó kia rồi sửa lại nè rồi đó tiểu xã của mày ghê ba đó nè ba rồi ba đó tính 4 luôn nè thằng giang rồi mày chơi hoài bịt nó chơi lại nè bịt nó chơi thế này bịt nó chơi nó vô thấy cái mỏng cái thằng này nó chơi đủ trò chứ gì trời. Tiểu sát. À. Còn cái nữa bộ ơi. Hết rồi. Vô giờ còn cái. Hết rồi. Bốn cái rồi em ơi. Đáng lẽ nó hơn dài nó tính cho mày rồi. Kiếm không được thôi ra đi. Thằng Giang. Đi ra đi rồi. Thằng Giang phe địch nữa. Đáng lẽ hơn dài là tính hai rồi. Ừ. Kỳ quy. Nãy rồi cho hết cái hơn đôi rồi đó. Một. Nhìn. Nếu không cái gì. 2. 3 4 Bung cũng miếng Bung cho nó nói là chạy ra mà cô Hồng dính này giống như là mũi thôi. Còn hồi cuối Cái này sell lại nha. Sell gì? Để chứ thổi là cái sau là thổi cái 6 cái. Không, thôi này vô bây giờ mày bán lại tao gì đi chú gì tao mày chia đôi để em gì nè hết được rồi hồi nãy mới hết được rồi tới vô là làm giống nãy coi đẩy vô mỏ bên vàng đẩy vô nha đẩy không luôn bây giờ vô một hai ba hỏi chỉ đến có một lần cái này cái cuối cùng ngang cái cuối cùng là cái này nó mưa rồi cái mày là đầu tiên làm giống cái cuộc cuối cùng thì dập không được mỗi lần là một cái nhảy ép bơi đó vậy thôi nhẹ thôi ê để em đi ai vô mặt cái bài giờ mà tin không đã ít bơi còn giang nữa thôi để đi chung rồi giang cho nó ngoài gì nè thôi trời gì ép nó quá coi kỹ đâu chỉnh nó mất này nó công nó mình đang giang đó ừ
Tao sửa lại vậy, sửa lại không? Để em, để em, để em, để em. Ây da, chạy ra, khó chứ quỳ, sờ ở dưới hổ lên cũng hơi, nó cũng dọn ra đó quỳ. Được mà không dọn, con trai cũng lớn rồi. Đâu chỗ này chi chết. Thế lượng mày tới xẻ nè. Đâu ra ngoài luôn. Đầu tới tôi đầu tôi. Ngọn ai? Ngọn ai? Trời ơi. Tao vô chán rồi cái cạch. Xong rồi đó. Xong ngang. Dạ. Xong rồi đó, một tên. Mày ra ngoài rồi đó. Nói chung là cuộc chơi em xin dừng tới đây nha cha, em bố cô rồi. Tao bằng xẻ. Chơi không nấu được cả nhà. Ê, pha cuối nha, lấy luôn nha. 2. 2. Rồi. Mày kế sao? Mày kế SB là gì? À đây. Ừ. Rồi ra ngoài. Hết. Ra ngoài xong. Xong phim. Xong rồi đó. Tới nhọn. Còn 3 ngự. Buông nữa nè. Đó, nó buông nữa nè. Tôi chán thì buông nữa. Đấy nó mới cạn rồi á. Nè lấy cái này bự nó mới gom hơi nhiều nè. Mày làm cái cạn đi quá nhỉ. Nó cạn rồi đó. Không cạn đâu. Lại đó. Nó làm cạn đó. Sao làm luôn. Bơm nhé đi vô luôn nè. Không có đâu. Thở lấy mày. Lạ nè. Đó nó cạn rồi. Chạy hết trơn 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 rồi. Làm lại từ đầu phải không? Không. Ừ. Mới. Làm lại từ đầu chứ. Mẹ không cay. Bỏ mày nghỉ chơi mẹ đi. Mang gian gì? Để tán nó đi. Đủ trò đi. Quá tiểu xạo. Ừ, lại tới. Cái nữa. Đi ra mà không gớm làm cái nữa. Xong rồi đó. Rồi hai mình nghỉ chơi chứ. Ừ. Giờ hai em win rồi. Ừ. Thôi. Có tiền đâu đúng không ai? Xe bao tối à? Đủ rồi. Chờ cái thằng này chơi. Không chơi chuyên gia. Không chơi chuyên gia. Thắng à. Mình thắng rồi. Để chai xích đây rồi. Mày tự tin không? Mày quỷ quyền năm hơn của mày đi, tao thổi 10 cái. Chơi không? Thôi thổi đi. Mày mày gắn đây nè, thổi. Cứ mày đi gái. Trời ơi. Rồi thổi rồi. Cũng sắp mưa đó nha cả nhà ơi. Thổi, vô. Thổi nha, lẹ đi. Lẹ đi mua kìa. Cuối thằng nào cũng muốn ăn gian chứ mày. Nè, đây nè. Bằng cùng xin đạo tặc. Không có giặt. Không chịu chết. Sao nó bằng cùng xin đạo tặc gì trời. Đẩy vô cái lòng mũi. Đi ra trước chai xích vô đây gì coi. Đẩy chai ngoài này đi cho nó có. Tao dựng chai nè. Đẩy chai ngoài này thì cái mỏ mày đưa ra sợ luôn nữa. Đưa sai ra. Còn. Ông động lên trên chứ thành gian tặc luôn nè. Gian tặc hả? Thì ông gian kia gian tặc á. Gì vậy? Thôi đừng mập. Cái gì vậy? Ủa em ơi. Cái gì vậy? Gần ừ. Để quá gần ừ. Cái quăn à. Xảo rồi mày. Một cái rồi mày. Một cái rồi đó. Làm lợi gì? Không có là. Rồi tao sao? Cái thùng. Bị lỗi gì đâu quậy đâu quậy. Ê. Ê. Bị cái đầu nữa. Gì trời khùng đi làm gì? Đó là. 2 3 sai chứ mày. Tao giả một cái. Cái này không? 4 vô rồi, vô rồi. Cái cuối cùng đó. Mạnh. Mạnh á là vô luôn đó. Mạnh không mày luôn nè. Trời gom đậm. Người cuối cùng. Dạ, thứ hai, thứ hai. Đánh gà chỗ đó. Đánh không quay. Đó ta, đó ta. Chẳng gà chỗ đó liền. Này, nghỉ chơi đi. Mình lấy tiền. Chạy gì được, cái nó. Chỗ đó là chẳng tiền đâu. Làm này cho chơi, còn một người nữa mà trời. Người cuối cùng nè. Người cuối cùng nè. Có cái lỗ nè. Tập trung hơi vô nè. Mày đừng có canh, có gì tao chê mày. Trời rồi với nổi sáng. Không muốn không? Không muốn không? Tới đây nè nghe. Vô. Canh rồi đủ chưa? Coi kỹ chưa? Rồi. Một phát ăn ngay nè.
hết rồi. Để đây. Xéo lên gì mới dễ. Giờ bồ giờ ghế lên. Mày muốn xéo không? Mưa mưa. Mưa đây kìa. Hồi nãy vô hết miếng rồi đó. Hoài với chợ. Nãy vô hết miếng rồi đó. Nãy nó vô phân nữa rồi. Ừ. Xong thêm. Tao có trời mà không thắng bông bại được chứ. Trời ơi, chung mặt không phân thắng bại được. Không phân thắng bại được cả nhà. Để mấy em sẽ nghiên cứu kỹ hơn một chút xíu nữa về cái loại trò chơi này nha nha. Chứ chơi không nổi rồi. Hồi nãy có em là sắp vô mấy anh chị mà cái cuối em quá gấp ăn rồi. Dạ thôi, clip cũng gấp rồi. Dạ, clip cũng khá dài cả nhà ơi. Thôi anh em cũng dừng để mưa tới nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian cho hết giờ giải trí của mình em tên em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều, chuyện này hẹn cả nhà ở clip tiếp theo nha cả nhà. Bye nha. Khỏi muốn teo khỏi luôn. Khỏi quá mệt luôn, mà công nhận cái này nó cũng khó chơi thiệt trời. Ai bài trò này ai? Thở đây. 80.000 mà muốn bệnh. Ai bài trò này ai? Ai bài trò trời, ông cứu ông này ông bài trò nè. Khó chơi thiệt. Thôi thôi em dừng clip đây nha. Cảm ơn cả nhà cái gì cả nhà nhớ bấm like giùm em nha. Bye cả nhà.